Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi. Và trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về cái vấn đề gì đây? Thiên đường trò chơi vào chiến đấu cho anh em vào về cái con game máy bay này. Đấy. Anh em có thể để ý hôm nay vốn của chúng ta khá là to, đúng không ạ? 50. Thì tôi cũng bảo với anh em là đây là một cái con game mà dành cho anh em, những anh em vốn bé đấy. Thì khi mình cầm vào vốn to như này thì mình sẽ có những cái gì? Thứ nhất là về cái ưu điểm và cũng như là về cái nhược điểm của việc sử dụng vốn to trong con game này nó sẽ như thế nào đấy, vậy mình đi chiến thuật vốn như thế nào cho nó hợp lý nha anh em nhé. Đấy, ok. Thì hôm nay thì mình sẽ thảo luận cho anh em về cái gọi là cái chiến thuật vốn, cũng như là về cái gì ạ? Chiến thuật vốn. Chiến thuật. Vẽ hơi xấu thì anh em thông cảm. Vốn. Đấy. Chiến thuật vốn của mình đi như thế nào cho nó hợp lý. Và cái tiếp theo là cái ưu và nhược điểm của việc sử dụng vốn to nhé. Ok. Thì đầu tiên là về cái ưu điểm đi. Ưu. Ưu thì sẽ có hai cái ưu cho anh em. Một là gì? Mình vốn to, đúng không ạ? Thì mình sẽ dễ đạt được những cái gọi là lãi to đi. Ưu lãi to. Vốn to đồng nghiệp đồng đồng nghĩa với cả lãi to đấy. Ví dụ đơn giản, ví dụ như anh em có 5 lít, đúng không ạ? 5 lít thì kiếm độ 1-200 thì nó đơn giản, đúng không ạ? Đấy, 5 lít. Bây giờ tôi cứ cho tỷ lệ là ví dụ mình chốt ở khoảng tầm 1 1.5 đi, đúng không ạ? 1.5 thì anh em mình sẽ có là 2 lít rưỡi ở đây, đúng không? 2 lít rưỡi. 2 lít rưỡi, 2,5 lít. Được chưa? Đấy. Còn ví dụ mà anh em vốn anh em vào cược 5 mét. Với cái vốn này thì vào cược 5 mét thì nó thoải mái luôn, đúng không? Thế anh em mình kiếm được 2M, 2M rưỡi. Đấy, thì nó đang chênh hơn khá là nhiều, đúng không? Đấy. Được chưa? Thì anh em có thể nhận thấy được là khi mà anh em mình có cái vốn to thì đồng nghĩa việc mình chốt lãi, những cái mức lãi to nó sẽ rất là ok là. Đó. Tiếp theo một cái ưu điểm nữa mà nó mang lại, ví dụ an toàn. An toàn. Thì vừa nãy tôi cũng có tính cho anh em ở cái mức là bao nhiêu ạ? Mức 1.5. Thế còn mức 1.1 thì sao, đúng không ạ? 1.1 thì cái tỷ lệ xuất hiện của nó rất rất nhiều. Anh em có thể thấy là hầu như là cái tỷ lệ 1.1 nó ra rất là nhiều. Đấy, 1.1 thì anh em đánh 5 mét một tay, đúng không? 5 mét. Và thậm chí là có những người còn đánh lên 10 mét, 5 mét, 6 mét, chuyện rất là bình thường luôn, đúng không? Anh em nhìn thấy thấy ở đây này, 5, 10 mét rất là nhiều. Đó. Thì tức là nhiều, cũng rất nhiều anh em là chơi vốn to nhưng không phải là ít đâu. Đấy. Được chưa? Thì bây giờ như này, mình thử đặt giả dụ là với một cái mức hệ số 1.1 như này, đúng không? Thì 5 mét thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu ạ? 5 lít, đúng không ạ? 5 mét thì mình sẽ kiếm được 5 lít một phiên, đúng không ạ? Một phiên của con này nó rất là nhanh. Đấy, thì 5 mét mình sẽ kiếm được một kiếm được 5 lít. Thì hai phiên thì mình sẽ có 1 mét, đúng không ạ? Đấy. Thì tức là ví dụ như ở đây 1 2 3 4 5 6 7. Con này thì xịt này, con này thì xịt, nhưng mà 1 2 3 này, 4 5 6 7 8 9 đi. 9 là mình cũng đã gần kiếm được bao nhiêu ạ? Gần kiếm được 5 mét rồi. Đấy. Ở trong vòng 10 phiên thì mình sẽ kiếm được khoảng tầm 5 mét. Đó. Tức là cái độ an toàn của con này rất là cao nếu như anh em đánh hệ số thấp. Đấy. Và anh em thấy là 10 mét ở đây thì anh em nhìn thấy này, tất cả những cái đồng chí này 6 5 6 mét ở đây đánh 1x hết, đúng không ạ? Hầu như là người ta chơi bài an toàn đấy để tối ưu được cái ưu điểm của cái việc là vốn to và đánh to. Đấy, được chưa?
Có cái nhược điểm là gì? Nhược điểm cho anh em nhé. Nhược. Mẹ cái màu chữ này nghe vẻ nó không nổi bật nhỉ. Ok, màu vàng nổi bật hơn đấy. Nhược, cái nhược đầu tiên cho anh em đấy là cái gì ạ? Nhược điểm đầu tiên cho anh em thì nó sẽ là nếu như anh em gãy. Gãy. Đồng nghĩa với cái việc là toang. Toang luôn anh em nhé. Bởi vì là gỡ lại thì mình gỡ rất là mệt. Đấy. Gỡ rất là mệt. Đấy, và nếu như mà anh em mà đánh không cẩn thận mà gãy thêm một phát nữa khi mà mình chưa gỡ được ấy, mà gãy thêm một phát nữa thì coi như là cực kỳ toang luôn đấy, tức là cái tỷ lệ mà chết một phát chết luôn là rất là cao đó, mà toang đó. Thì với một cái vấn đề nữa là con này thì cái hệ số của nó không phải là 2x, lúc không phải lúc nào cũng là 2x, nó không như TX anh em ạ. Mình có thể chọn được hệ số nhưng mà cái vấn đề là mình có bắt được hệ số hay không thì lấy một câu chuyện khác. Anh em có thể chọn dừng ở 2x trong cái trường hợp mà nếu mà nó ra 8 hoặc là ra 2 như thế này. Đúng không? Những cái phiên ra 8 ra 2 thì anh em có thể là sẽ ok với cái việc là mình đánh 2x đấy. Như này, đấy. Nhưng mà trong cái trường hợp mà nó không ra thì anh em mình phải chấp nhận, đúng không ạ? Phải chấp nhận. Rồi mình chơi bài an toàn đó. Và có một cái nữa đấy là về cái tâm lý, bởi vì anh em nếu như đã sẵn sàng đánh co rồi thì cái câu chuyện là anh em rất là tham đấy, nên là anh em phải kiểm soát tâm lý cực kỳ tốt, được chưa? Kiểm soát tâm lý cực kỳ tốt thì mình mới mới có thể là đánh an toàn với con này được nhé. Ok, thì đấy là một vài cái chia sẻ về cái câu chuyện là ưu và nhược điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái chiến thuật vốn. Thì mình đi chiến thuật vốn như nào cho nó hợp lý thì đầu tiên anh em nhớ thôi, mặc dù vốn to nhưng mà anh em chỉ đánh từ 1 đến 2 mét là cùng thôi, 1 đến 2 mét, và chốt trong vòng khoảng tầm 1 2 mét thôi. Với con game này anh em không nên chốt quá nhiều anh em nhé. Đấy, đề cao cái sự an toàn mình sẽ loanh quanh khoảng tầm 2x, tức là hệ số 2x nhỏ hơn bên này, quên, dưới dưới 2x anh em nhé, 2x trở xuống đấy là nó sẽ an toàn, được chưa? Và tuyệt đối là không cấp thép và kiểm soát tâm lý tốt cho tôi đó, 1 đến 2m đấy, được chưa? Ok, thì mình vào mình thực chiến cho anh em luôn nhé. Vốn hôm nay 50 để tôi sẽ chơi cho anh em khoảng tầm là 2 mét đi. Bất kỳ con game nào cũng thế, anh em sẽ phải học về cái cầu bằng của nó. Thì ở đây đều có lịch sử phiên, học cách chơi lịch sử phiên. Thì ở đây thì nó vừa ra một con 8. Cái tỷ lệ mà kẹp đầu đít hai bên của những cái con to này nó sẽ thường là sẽ là hai con trắng hết đấy, trắng luôn này, trắng ra 1.2 luôn này, 1.02 chứ quên đó, đều trắng hết anh em nhé, đều trắng hết. Và ở đây thì anh em thấy là như phiên trước thì nó đi hai trắng xong nó mới về một xanh, thì không biết là con này nó có về xanh luôn không hay là nó đi đại trắng tiếp anh em, hai trắng về một xanh. Thì đấy là với cái con phiên phiên 8 lần trước đó. Con này nó cược rất là nhanh nên là anh em chú ý cho tôi là đánh an toàn nhá. Ok, chiều hướng đi xuống. Nó có chiều hướng đi xuống như này nên là tạm thời là mình sẽ bỏ qua, tiếp tục bỏ qua. Ok, đi lên rồi anh em nha, có chiều hướng đi lên rồi và có thể chạm 2x. Ui xì, đéo chạm được 2x anh em ạ. Nhưng mà ở đây có xanh rồi nên là cũng có triển vọng. Có triển vọng thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào anh em nhé. Đấy. Rồi đang có một cái chiều hướng đi lên nên là tôi sẽ tiếp tục vào. Rồi nhảy hai nhịp thì có thể là chạm 1.5 được nha anh em nhé. Ok, 1.5, đánh an toàn thôi anh em ơi. Đấy. Thì là mình cũng kiếm được đâu đấy khoảng tầm 1 mét rồi. Đấy, rất đơn giản. Nhớ nhá, khi mà hai tia đầu tiên ra nó bắn hai tia
mà nó né được hai tiên liên tiếp như thế thì cái tỷ lệ win của nó khá là cao. Phía này thì mình sẽ chốt an toàn ở mốt 1.1, ok, dừng 1.1 thôi. Trường hợp đi 33 ở đây thì khá là thấp. Đấy, tôi nghĩ con này có thể lên được nữa cơ. Ok, lên tiếp này, lên 3 này. Lên tím rồi nha anh em nhá, lên tím rồi. Ui, lại hai nháy. Lại hai nháy thì có khả năng đi tiếp này. Ui, lên 5 rồi. Không, lên 5. Tưởng lên được 5. Hiện tại lãi mình đang 1,3 m. Có lẽ chiến thêm cho anh em một turn nữa xong rồi mình nghỉ thôi. Ok, pha này thì ra một con xanh. Vẫn là một phát an toàn thôi, đánh to nhá. Chơi an toàn cho anh em ở 1.1. 3 4 5 6 7 8 9 10, 1.1 rồi dừng thôi anh em ơi. Đấy, thế là kiếm được 6 lít. Cái lợi thế của cái việc là vốn to là anh em mình đánh 1.1 mình vẫn bú nhá. Đấy, ok là thành công win lên 2M thì cũng nghỉ thôi. Đấy, kiếm lãi đơn giản nhẹ nhàng. Đúng rồi, anh em thấy tôi không đánh quá nhiều. Nhưng mà vẫn có cái lãi tương đối là ok là, đúng không? Đấy. Thì nó để mà đánh an toàn với con này rất là dễ luôn, rất là dễ nhá. Ok, và hầu như là toàn xanh này. Xanh này rất là ok luôn. Đấy. Anh em có thể đánh tầm 1.5 là đẹp. Cái con 1.5 là một cái con mà được rất nhiều anh em sử dụng. Đấy. Ngoài ra anh em có thể đánh ví dụ vốn 52 này, anh em có thể cược ví dụ 50 m mà anh em đánh 1.1 là anh em có 1 m rồi. Nhưng mà thường thì ít ai đánh như thế lắm, bởi vì anh em thấy trong bàn thì cũng chỉ cùng lắm là 10 m thôi, tức là hai lần con 5 thôi. Đấy, chứ cũng không có ai đánh 50 m cả. 50 m thì rất là dễ bị soi nhé. Ok, thì cũng dừng video ở đây thôi và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em nhé. Bye bye.